Phùng Thiệu Phong trả lời một câu khiến Triệu Lệ Dĩnh sững sờ khi bị hỏi ai sẽ chăm con hậu ly hôn. Những câu chuyện xoay quanh Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn khiến nhiều người bất ngờ. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cố gắng né tránh truyền thông, không nhắc tới đối phương trước truyền thông. Mặc dù vậy, cặp đôi vẫn còn một sợi dây liên kết duy nhất, đó chính là Tưởng Tưởng. Quyết Tử 2 tuổi hiện đang sống cùng tài tử họ Phùng và ông bà nội. Mỗi lần lộ diện, Tưởng Tưởng đều trở thành thế lực nhí gây bão mạng xã hội. Trang QQ ngày 19 tháng 1 đã có bài viết lật lại phỏng vấn cũ của Phùng Thiệu Phong trước thời điểm ly hôn xảy ra. Khi được hỏi sau ly hôn ai sẽ chăm sóc con trai, nam diễn viên không hề tỏ ra nao núng hay mất bình tĩnh. Tài tử họ Phùng thẳng thắn chia sẻ, cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện trách nhiệm cơ bản nhất của mình trong việc nuôi dạy bé. Con cái là máu thịt của mình, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lời chia sẻ của mỹ nam Minh lan truyền khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh. Trang QQ cho biết sau khi nghe câu trả lời của chồng, nữ diễn viên đã không khỏi sững sờ. Có lẽ mỹ nhân họ Triệu cảm nhận được sự nghiêm túc trách nhiệm của chồng mình trong việc nuôi con. Dù cả hai cắt đứt về mặt tình cảm và mối quan hệ, song nam diễn viên khẳng định vẫn cần phải có trách nhiệm với con cái của mình, không phải trách nhiệm của riêng một ai. Sau khi ly hôn, bé Tưởng Tượng ở cùng bố và ông bà nội, Phùng Thiệu Phong giảm bớt khối lượng công việc để dành thời gian bên con nhiều hơn. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh cũng cố gắng cân bằng công việc và cuộc sống riêng, nữ diễn viên được nhiều lần bắt gặp bay đi bay về giữa Thượng Hải và Bắc Kinh để chăm con. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xác nhận đã trở thành vợ chồng khi đăng tải hình ảnh họ đi đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm 2018. Khoảng thời gian từ khi họ quen nhau bén duyên tới khi xác nhận trở thành vợ chồng hợp pháp khá ngắn ngủi, vì vậy người hâm mộ thường nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Sau thông báo đăng ký kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không tổ chức hôn lễ vì nữ diễn viên họ Triệu đã mang bầu. Tháng 4 năm 2019, cặp đôi đón con trai đầu lòng chào đời. Nhiều nguồn tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh không được lòng gia đình chồng bởi bố mẹ cô chỉ là người nông dân, trong khi gia đình họ Phùng lại là doanh nhân giàu có tiếng tại Bắc Kinh. Tin đồn về việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vội vàng kết hôn vì nữ diễn viên họ Triệu lỡ mang thai cũng trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài. Năm 2019, khi Triệu Lệ Dĩnh đang bận rộn chăm sóc con nhỏ thì Phùng Thiệu Phong dính tin đồn ngoại tình trong thời gian đóng phim Xa Nhà. Một cô gái nhận là hot girl mạng xã hội tung ra những tin nhắn và úp mở chuyện mình hẹn hò với Phùng Thiệu Phong trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh ở cử đã trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông Hoa ngữ vào cuối năm 2019. Trong khi Phùng Thiệu Phong lên tiếng phủ nhận thì vợ anh chọn giải pháp im lặng để chống lại cơn bão tin đồn ngoại tình rạn nứt tình cảm. Phùng Thiệu Phong lui về ở ẩn, dành nhiều thời gian cho gia đình. Nam diễn viên điển trai không ít lần bị bắt gặp xuất hiện tại phim trường hay đưa đón vợ đi làm. Hình ảnh hạnh phúc của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trong năm 2019 và đầu năm 2020 cũng phần nào xí xóa những đồn thổi xoay quanh cuộc sống hôn nhân của họ. Tuy nhiên đến giữa năm 2020, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không còn sánh đôi hay xuất hiện cùng nhau. Việc Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên vắng nhà, ham mê công việc cũng là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân giữa hai người ngày càng nguội lạnh. Cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng bị so sánh với Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Họ cũng xác nhận ly hôn vào cuối năm 2018 sau một thời gian dài đối mặt với tin đồn hôn nhân rạn nứt. Giống như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cũng là một phụ nữ chăm chỉ, giàu tham vọng và làm việc không mệt mỏi ngay sau khi sinh nở. Cả hai người đẹp phó thác việc chăm sóc con cho chồng và gia đình chồng để trở lại đường đua ngay sau khi làm mẹ. Những chuyến công tác xa nhà khiến họ ngày càng xa gia đình và cái kết của ly hôn là điều khó tránh khỏi với cả hai người đẹp. Tháng 2 năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng nhau đi du lịch tới Tam Á. Hai tháng sau, cặp đôi lọt vào tầm ngắm của giới săn tin khi có hẹn ăn tối tại một nhà hàng ở Thượng Hải. Dù ngồi ăn cùng nhau nhưng cặp đôi tuyệt nhiên không trò chuyện và rất xa cách. Chỉ một tuần sau đó, cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ xác nhận ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng lên kế hoạch về một hôn lễ hoành tráng ở Bali, Indonesia từ cuối năm 2019 với danh sách khách mời toàn những nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của họ về một hôn lễ trong mơ đã không thể xảy ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và những năm tháng xa cách. Trong thông báo ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cho biết họ chia tay trong hòa bình và sẽ tiếp tục quan hệ bạn bè. Mối quan tâm chung của họ lúc này chính là cậu con trai 2 tuổi. Nguyên nhân chia tay là do lịch làm việc dày đặc và sự xa cách giữa hai vợ chồng khiến hôn nhân nguội lạnh. Đây cũng chính là lý do mà các cặp tình nhân của làng giải trí thường đưa ra trong các thông báo chia tay.